Tôi đang uống cà phê Yomi. Tôi hồi nãy tôi động quay phim máy mới, bạn ơi, quay xong thành công rồi. Tự nhiên đang lên cái tiếng nói éo rồi tôi xóa, giờ tôi quay điện thoại cũ. Tôi tu hành tinh tấn phật chứng tôi hết bệnh và chơi tích toán thành công. Giờ tôi đi dọc đường ai cũng kêu idol. Nãy đi dọc đường hay đi quốc lộ 60 ấy, cầu Phó Cài Nam, mấy thằng thanh niên nó kêu vô để cho tội số, họ nó rủ uống cà phê Yomi này miễn phí các bạn ơi, đi đá về chơi tôi đọc. Ở đây có hồ Đông Bộ các bạn ơi, thượng bồn siêu gió nè các bạn ơi, dạng sự như ý là chủ quán trẻ tuổi các bạn ơi, nãy cho tôi cà phê miễn phí á. Trong đây có 4 bàn pizza, nhà gửi xe sạch sẽ các bạn ơi, đang gửi xe các bạn ơi, cho gửi xe du lịch miễn phí rẻ tiền bền nữa, mấy chú gửi xe sạch sẽ các bạn lên ủng hộ luôn.